Tài xế gây tai nạn khiến hai sinh viên Đà Lạt không qua khỏi, đối diện mức án nào? Tài xế gây tai nạn khiến hai sinh viên ở Đà Lạt không qua khỏi đã bị bắt giữ để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Bùi Văn Long được xác định là tài xế xe tải gây tai nạn khiến hai nam sinh viên không qua khỏi vào chiều 12 tháng 8 tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Công an thành phố Đà Lạt đã tạm giữ tài xế Long để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Luật sư Dương Lê Sơn, đoàn luật sư Đắk Lắk cho biết, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về an toàn giao thông làm hai người sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Ngoài ra, người gây tai nạn giao thông phải trả chi phí hợp lý cho việc mai táng, chi phí cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, thiệt hại khác do luật quy định, chi phí bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. Nếu không có những người này, thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 8, ô tô tải biển số 49X4145 do tài xế Bùi Văn Long điều khiển di chuyển trên tuyến đường tránh quốc lộ 27C theo hướng vòng xoay Trại Mát về vòng xoay 723 cuối làng Hoa Thái Phiên, Đà Lạt. Khi xe đi đến Thái Phiên thì tông vào xe máy do TAT 20 tuổi, ngụ tại Bà Rịa Vũng Tàu, chở theo DKC 20 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi va chạm với ô tô chạy cùng chiều phía trước, lật nghiêng bên lề đường. Vụ tai nạn khiến hai nam thanh niên là sinh viên một trường đại học tại thành phố Đà Lạt không qua khỏi. Xe máy bị hư hỏng nặng, ô tô con bị móc phần đuôi xe. Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu. Kết quả kiểm tra nhanh Bùi Văn Long không có nồng độ cồn, không có ma túy trong cơ thể. Tài xế này có bằng lái xe ô tô, xe tải, biển kiểm soát 49X4145, còn thời hiệu lưu hành. Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 8, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm vào rạng sáng. May mắn, 26 hành khách kịp thoát nạn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 20 phút sáng cùng ngày tại km 30, cao tốc La Sơn-Túy Loan, đoạn qua xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, gần khu vực giáp danh địa phận thành phố Đà Nẵng, xe khách giường nằm biển kiểm soát 11B00363 do tài xế Nông Hoàng Luân, 39 tuổi, điều khiển khi đang lưu thông theo hướng Cao Bằng Đắk Nông, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trên xe lúc này có 26 hành khách, vụ cháy khiến phương tiện hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị thiêu rụi, 26 hành khách may mắn kịp thoát nạn. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến về dự thảo luật đường bộ với nhiều đề xuất liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy. Trong đó có đề xuất xe máy phải bật đèn nhận diện khi tham gia giao thông. Đây không phải lần đầu tiên việc bật đèn được đề xuất mà trước đó cũng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến điều kiện thực tế tại Việt Nam. Sau gần 3 năm, quy định xe máy phải bật đèn nhận diện khi tham gia giao thông lại được tái đề xuất. Dù trước đó đã gây ra những phản ứng trái chiều từ phía dư luận, hiện xe máy đang là phương tiện di chuyển chính của người dân và chiếm 86% lượng phương tiện tham gia giao thông. Theo nhiều người, nếu tất cả cùng bật ban ngày thì vô tình tạo ra hiệu ứng ánh sáng rất khó chịu và gây ức chế thị giác. Nếu mà bật buổi đèn thì bật buổi tối thì nó sẽ có tác dụng, còn ban ngày thì không có tác dụng. Nói chung là cũng chẳng làm sao cả. Vì người ta bắt thì mình phải chịu thôi. Đêm thì bật được, còn ban ngày mà bật làm gì? Nó không nên bật, nó đi nó lóa và nó lóa nhiều. Có thể thấy, việc hạn chế tai nạn giao thông đến từ nhiều yếu tố như không tuân thủ phần đường, làn đường, tốc độ tham gia giao thông, ý thức người điều khiển phương tiện, chứ không phải cứ bật đèn nhận diện cả ngày thì có thể giảm thiểu tai nạn giao thông. Theo các chuyên gia, nếu cần thiết phải bật đèn nhận diện thì phải có quy chuẩn rõ ràng tránh trường hợp nhầm lẫn giữa đèn nhận diện và đèn chiếu sáng phía trước. Với điều kiện khí hậu và thời tiết của chúng ta oi bức thế này mà chúng ta cứ bật đèn chiếu sáng phía trước cả ban ngày thì chính là không chắc đã giảm tai nạn giao thông mà có khi còn làm tăng tai nạn giao thông. Còn ngoài ra chưa nói vấn đề là chi phí năng lượng cho vấn đề cái đèn chiếu sáng nó hoạt động rất là nhiều và tuổi thọ các đèn cũng ảnh hưởng. Khi mà chúng ta ban hành luật chúng ta phải hết sức cân nhắc. Cũng có ý kiến cho rằng quy định như đề xuất chỉ phù hợp với các nước châu Âu khi điều kiện ánh sáng không đủ. Còn đối với Việt Nam là đất nước nhiệt đới, việc bật đèn ban ngày sẽ ảnh hưởng chất lượng quang học, tạo cảm giác nóng bức cho người tham gia giao thông, đồng thời tăng tiêu thụ nhiên liệu, tăng chi phí cho người dân. Mà nếu như tất cả các phương tiện đi trên đường mà lại bật đèn lên như vậy thì nó cũng có thể gây những cái tác dụng ngược.
đó là gây cái chói mắt, gây cái khó chịu cho cái người là lưu thông ở trên đường. Thế và cũng phải nghiên cứu thêm xem là nếu như chúng ta bật đèn như thế thì nó có tăng thêm cái tiêu hao nhiên liệu của phương tiện hay không, có tăng cái phát thải khí nhà kính ra môi trường hay không. Thực tế, một số dòng xe máy nhập khẩu về Việt Nam cũng có thiết kế bật đèn nhận diện cả ngày và đêm. Thậm chí một số dòng xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước cũng có thiết kế đèn nhận diện. Tuy nhiên, khi người mua xe máy có cảm giác khó chịu, chưa quen với vấn đề này, một số chủ xe đã phải nhờ thiết kế lại công tắc đèn để tránh ra đường bị người đối diện phản ứng. Sự cố vỡ ống cống hồ thải nhà máy tuyển quặng đồng Tả Phời, Lào Cai làm ảnh hưởng tới nhiều hộ dân và gây ô nhiễm môi trường. 49 hectare diện tích đất nông nghiệp bị vùi lấp sau sự cố vỡ ống hồ thải quặng đuôi của công ty cổ phần đồng Tả Phời Vinacomin vào ngày 8 tháng 8. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, thống kê sơ bộ diện tích lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị vùi lấp, ngập bùn, thải là khoảng 49 hectare, trong đó xã Tả Phời 5 hectare, xã Cam Đường 14 hectare, phường Pom Hán 15 hectare, phường Bình Minh 15 hectare, độ dày vùi lấp khoảng 10 đến 40 cm. Đối với các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng bao gồm công trình thủy lợi Phời 3, xã Tả Phời bị vùi lấp hoàn toàn đập đầu mối và toàn bộ 200 m tuyến kênh bê tông do sự cố hồ thải mỏ đồng Tả Phời. Công trình thủy lợi Hẻo Trang bị gãy, trôi hoàn toàn khoảng 30 m kênh cầu máng qua suối Phân Lân. Tuyến kè suối Làng Hang, suối Phân Lân bị sạt, gãy khoảng 40 m kè hai bên bờ suối. Tuyến kè suối Phời 3 bị sạt, gãy khoảng 20 mét kè hai bên bờ suối. Công trình thủy lợi Dạ 2, xã Cam Đường bị bồi lắng bùn dày khoảng 30 cm với chiều dài trên 250 mét. Khoảng 76 hộ dân thôn Phời 3 dùng nước sinh hoạt nhỏ lẻ từ các nguồn khác hiện nay bị mất nước do hư hỏng đường ống cấp nước khi sự cố hồ xảy ra. Gần 50 giếng nước ăn của nhân dân bị vùi lấp, gãy hỏng. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm án binh bất động, mới đây, công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội đã tiếp tục triển khai dự án khu chung cư và biệt thự cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Quá trình này đã gây nứt nẻ nhiều nhà ở của các hộ dân. Dù bà con đã nhiều lần phản ánh, như thế này, chính quyền địa phương và chủ đầu tư vẫn chưa có các giải pháp khắc phục và trả lời thỏa đáng cho người dân. Mùa mưa bão đang cận kề, càng khiến người dân lo sợ khi nhà cửa đã bị hư hỏng. Ngôi nhà của chị Trần Thị Lý ở phường Nghi Sơn, thị xã Cửa Lò được xây dựng vào cuối những năm 2022 và đang trong quá trình hoàn thiện. Thế nhưng, từ khi dự án khu chung cư và biệt thự cao cấp nằm cách nhà khoảng 50 mét, tiến hành đóng cọc, ngôi nhà của chị bắt đầu xuất hiện các vết nứt nẻ, chạy dọc móng nhà, chân tường và nhiều vị trí khác. Chúng tôi là với cả người dân xung quanh đây cứ tưởng đó là đồng đất, nhưng mà thực ra là ở bên công trình đang còn ép cọc và nhồi cọc và đóng móng xuống, mới làm gây những cái sự thiệt hại cho người dân xung quanh đây. Nhiều nhà dân xung quanh dự án này cũng xuất hiện các vết nứt nẻ, hư hỏng. Một số nhà nằm sát dự án như ngôi nhà của anh Bảo đã bị sập đổ cả phần thạch cao và nứt nẻ nhiều vị trí khác. Riêng ngôi nhà của ông Hải, các vết nứt chạy dọc trần nhà khiến ông rất lo sợ. Quá bức xúc, người dân đã tập trung để phản đối dự án. Trong quy định của thị là có như là mùa du lịch không được xây dựng. Mà đấy thì công trình cứ triển khai bình thường, cả ngày cả đêm, không để cho dân ngủ đâu. Mà ý kiến thì hỏng nói chứ cả. Trong cái quá trình đóng cọc đó thì chúng tôi đã phối hợp với đội kiểm tra và nhận thấy là thủ tục trước đó là chưa có thủ tục đầy đủ, cho nên là chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng. Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án trên được triển khai thi công từ tháng 6 năm 2023, nhưng đến ngày 2 tháng 8 năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An mới cấp phép xây dựng cho dự án này. Hiện chính quyền địa phương đã tạm đình chỉ thi công dự án và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện bổ sung đầy đủ các hồ sơ thủ tục mới tiếp tục được thi công.